Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí. Buổi chiều ngày 15 tháng 4 năm 2023. Đấy, bản mình đang chuẩn bị đón mưa đấy. Đấy. Đang đợi nhân viên giao hàng người ta tới thì chả biết người ta có tới hay không, hay là mình cầm ra thôi quay luôn chứ không phải rời mưa. Thì thông thường là mình cầm ra thôi. Thế còn năm thì 10 họa thì người ta sẽ tới người ta lấy hàng. Đấy, nên nhưng mà thôi, trước khi mưa thì quay lại luôn. Đấy, hàng này là hàng đi đài Sony 1010 này. Đi thôn Bến Đền, xã Bạch Sa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Đây là mã số của đơn hàng này. Đấy. Còn đây là băng cassette, địa chỉ tới là đường Hồng Hà, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Đấy. Thôi buổi chiều nay tạm thời có hai cái. Thế còn cái đài 3 số 7 của Thượng Đế ở Hưng Yên thì chưa đóng được thùng xốp nên là chưa thể gửi được. Xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci. Merci beaucoup.